Vâng, xin chào anh em nhá. Chào quý vị, bà con, cô bác. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng lại tiếp tục lên sóng cho tất cả mọi người về cái lô xe ế thâm niên. Một cái lô xe mà ế như là bán rau ngoài chợ mùa dịch thế này. Thì anh chị em và các bạn đang có nhu cầu nào mà chống ế, giải ế cho em thì hãy alo ngay cho em qua số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863. Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin gửi tới tất cả quý vị, chị, các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc quý vị, chị, các bạn có một buổi xem video thật là ý nghĩa luôn nha các bạn nhé. Thì ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ lên sóng cho các bạn, review cho các bạn những cái dòng xe hiện tại bên em đang còn, từ 2 cho đến 5 chỗ ngồi, từ số sàn cho đến số tự động và từ tất cả các dòng các hãng. Các chị em và các bạn nào có nhu cầu về chiếc xe nào thì có thể chụp ảnh màn hình gửi qua Zalo cho em. Em sẽ gửi cho các bạn về đăng ký đăng kiểm video clip của từng chiếc xe một. Vì thế là anh em cứ yên tâm mà alo cho em. Trong cái mùa dịch này thì anh em nào mà không đi được mà thiện chí với chiếc xe nào, kết chiếc xe nào thì bên em có thể hỗ trợ cho các bạn về cái vận chuyển đến tận nhà cho các vị, chị, các bạn. Nếu mà các bạn mà không đến xem xe mà không đánh xe đến nhà mà không xem xe mà không lấy xe được thì bên em sẽ đánh về lại bán tiếp các bạn nhé. Cái chi phí đi lại thì bên em chỉ xin cho các bạn xin cho anh em lấy xe đi một chút thôi, gọi là cái kinh phí đi lại. Các bạn cũng không mất tiền đi lại, rồi các bạn cũng không phải đi xa khi cái mùa dịch như thế này đó. Thì bây giờ tối nay sẽ đi báo giá cho mọi người về những cái dòng xe bên em. Đầu tiên đây là một chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2018. Xe được trang bị hộp số sàn, trang bị máy 1.2, xe thì sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Đó, xe đẹp, không lỗi, không taxi dịch vụ. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 265 triệu đồng. Đã có video clip riêng của chiếc xe này rồi, mọi người chỉ cần kết bạn qua em, em sẽ gửi cho các bạn về đăng ký đăng kiểm video của chiếc xe các bạn nhé. Đó, một chiếc i10 form mới 2018, số sàn 1.2, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, 265 triệu đồng. Ở mét trong đây con biển 15A37413 là một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2016, xe được trang bị hộp số sàn, máy 1.3, biển Hải Phòng màu bạc, 15A34713. Xe được trang bị đèn bi salon siêu sáng, máy 1.3, một chiếc xe không qua đục, không taxi, không dịch vụ. Và hiện tại chiếc xe này bên em đang bán là 305 triệu đồng. Có bao gồm rút hồ sơ, có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc và có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho tất cả mọi người, 305 triệu đồng. Tiếp theo đây là một chiếc xe Kia Forte. Với chiếc Kia Forte sản xuất năm 2009 và lăn bánh lần đầu 2010, bản SNX nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, được trang bị hộp số tự động, máy 1.6, máy Eco, số zích zắc, bản cửa lóc, đầy đủ cho các bạn. Một chiếc Forte rất là đẹp, với giá tiền hiện tại bên em đang bán 295 triệu đồng. Chiếc ASEAN này thì em đã nhận cọc và đang chờ bấm biển giá tiền cho khách hàng ở Linh Bình. Đó, một chiếc ASEAN thì em đã nhận cọc rồi. Và đây là một chiếc xe Kia Cerato sản xuất năm 2010, chính chủ sử dụng, không taxi dịch vụ, bản full clock, bản 10 túi khí, bản xuất Trung Đông. Một chiếc xe khá là đẹp, trang bị hệ thống ABS túi khí đầy đủ. Và xe thì đã rút hồ sơ rồi, về chỉ quý vị, chị, các bạn chỉ việc bấm biển ra tên thôi, rất nhanh chóng, và đăng kiểm của đến tháng 6 năm 2022. Với giá tiền hiện tại bên em đang bán là 338 triệu đồng các bạn nhé, 338 triệu đồng. Và ngay trước mặt đây là một chiếc xe Toyota Vios bản G. Với chiếc Toyota Vios bản G sản xuất năm 2004, biển 15A57013, là một chiếc Vios G 2004 số sàn 1.5, bản G xịn, một chiếc xe có thể nói là khá là đẹp cho mọi người, màu vàng cát các bạn nhé. Và hiện tại chiếc xe này bên em đang bán 148 triệu đồng. 148 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay về chiếc xe này. Đó, xe đã được xi nhan tích hợp trên gương đầy đủ hết rồi các bạn nhé. Gương kính chỉnh điện đầy đủ, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2021. Một chiếc xe khá đẹp cho mọi người. Vios bản G là một trong những dòng xe bản đủ trang bị hệ thống na đăng đúc nguyên bản, phanh đĩa 4 bánh, gương chính chỉnh điện nguyên bản theo xe, trang bị cả màn hình và cam lùi đủ hết rồi. Tiếp theo đây là một chiếc xe Daihatsu Lazetti sản xuất năm 2008, xe được trang bị hộp số sàn, máy 1.6, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, biển Phú Thọ. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 140 triệu đồng. Đó, 140 triệu đồng các bạn. Một chiếc Daihatsu Lazetti Việt Nam bản EX. Tiếp theo là một chiếc Daihatsu Gencha sản xuất năm 2008, xe được trang bị hộp số sàn, máy của nó là 1.5, biển Hải Dương màu bạc. Đó, con này thì tên tư nhân, biển 34A37533, sơn si màu bạc, và giá tiền hiện tại bên em đang bán là 128 triệu đồng ạ. Bên cạnh đây là một chiếc Nissan Nivila, một chiếc Nissan Sunny. Với chiếc Nissan Sunny sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn, máy 1.5. Con này thì biển Hà Nội và nó cũng qua dịch vụ một chút rồi. Và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 199 triệu đồng. 199 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay về chiếc xe Nissan Sunny này. 2013 nhá các bạn nhá.
đăng kiểm đến tháng 9 năm 2021 ạ. Thì sau đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Hyundai Venna. Một chiếc Hyundai Venna nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, để trang bị hộp số sàn máy 1.4 biển Hà Nội, tên tư nhân, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2022. Hyundai Venna là một trong những dòng xe đến từ Hàn Quốc khá là đẹp cho mọi người. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 190 triệu đồng. Bên cạnh đây là một chiếc xe rẻ tiền, đó là một chiếc Fiat Sierra HNX, sản xuất năm 2003, phiên bản số sàn máy 1.3 biển Thanh Hóa. Con này thì em bán với giá tiền vài chục triệu đồng thôi, 5 chỗ ngồi, đăng kiểm đến tháng 8 năm 2021 và giá tiền hiện tại bên em đang bán là 48 triệu đồng. 48 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay chiếc xe tập lái tránh mưa tránh nắng, xe rất là đẹp cho mọi người nhé. Đó. Tiếp theo trên đây sẽ là một chiếc Toyota Innova 2010, xe trang bị hộp số sàn bản G-Sit, xe gia đình tư nhân chính chủ biển Hòa Bình, giá tiền là 288 triệu đồng, biển 28A02455, Innova G màu đen. Đó. Sau đây là một chiếc Innova 2008 trang bị hộp số sàn bản G xịn, biển 36A05677, là một chiếc Innova 2008 số sàn, giá tiền là 258 triệu đồng các bạn nhé. Đó. Mitsubishi Jolly. Với Mitsubishi Jolly sản xuất năm 2005, bản đủ mắt xích đốt treo đèn cột, máy turbo số sàn 2.0, 7 chỗ ngồi, biển 88A02852, giá tiền 138 triệu đồng ạ. Bên trên đây là một chiếc xe Kia K3 sản xuất năm 2014 và đăng bán lần đầu 2015. Phiên bản số sàn trang bị động cơ là 1.6, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, biển Hải Phòng, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, một chiếc xe gia đình. Không taxi, không dịch vụ, một chiếc xe khá là đẹp cho mọi người. Một chiếc Kia K3, một chiếc xe có thể nói là mang lại cho chúng ta sự trải nghiệm rất là tốt. Vâng, xe trang bị hộp số sàn 1.6. Vâng, hệ thống 6 cấp số. Đó. Nội thất ghế da nguyên bản, đuôi cancho, ga tự động đầy đủ hết các bạn nhé. Với giá tiền là 375 triệu đồng thôi. 375 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay về chiếc xe Kia K3 2014 và lăn bánh lần đầu 2015. Số sàn, xe gia đình, tư nhân chính chủ các bạn này. Tiếp theo là một chiếc xe Toyota Vios bản G. Một chiếc Toyota Innova bản G đời 2017, biển 30F49039, sơn si màu bạc. 2007 bản G xịn, gia đình tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, giá tiền hiện tại bên em đang bán 250 triệu đồng ạ. Đó, 250 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Innova 2014 bản E xịn, gia đình tư nhân chính chủ, biển Hải Dương, không taxi dịch vụ, bản E nhé, bản đủ nhất của dòng Toyota Vios là Toyota Innova này, biển 34A00066131, bản E xịn, một chiếc xe gia đình, giá tiền nên đang bán là 389 triệu đồng. Bên trên đây là một chiếc Innova 2007, xe được trang bị hộp số sàn, máy 2.0, bản G xịn, xe gia đình tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, không taxi dịch vụ, giá tiền hiện tại bên em đang bán là 230 triệu đồng. Innova 2013 số sàn bản E xịn, biển 89A02925, sơn si màu bạc. Con này thì hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với cái giá khá hợp lý cho mọi người, chỉ còn có 345 triệu đồng thôi. 345 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay với chiếc Innova 2013 số sàn bản E. Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Innova 2011 bản G xịn, xe gia đình tư nhân chính chủ, biển Hà Lạng Sơn, đời 2011, không taxi dịch vụ, máy gầm chất keo chỉ zin, nội thất rất là đẹp. Đó, đăng kiểm dài, giá tiền hiện tại bên em đang bán là 305 triệu đồng các bạn nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Innova 2012, một chiếc xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, chiếc xe thì đã rút hồ sơ rồi. Và quý khách, anh chị và các bạn chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Con này là biển Hà Nội, anh em khu vực Hà Nội, Sài Gòn mua chiếc xe này thì không mất thêm 20 triệu tiền phí thành phố. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 375 triệu đồng, bao giao tên cho mọi người. Tiếp theo là một chiếc Toyota Innova 2014, xe này trang bị hộp số sàn bản E xịn, biển 36A54866, bản E, một chiếc xe gia đình tư nhân không khoa đục. Đấy, số sàn, máy 2.0. Con này là form mới các bạn nhé. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 395 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc xe Toyota Innova bản G 2014, xe được trang bị hộp số sàn, máy 2.0, xe trang bị hệ thống ABS và túi khí đầy đủ, biển Hà Nội, 30F69776, sơn si màu vàng cát, biển Hà Nội, tên tư nhân. Con này hiện tại bên em đang chào bán là 358 triệu đồng ạ. Rất là rẻ cho mọi người. Tiếp theo là một chiếc Toyota Innova 2015, xe được trang bị hộp số sàn, máy 2.0, biển Hà Nội màu vàng cát. Đó, con này thì được trang bị một động cơ khá là zin và keo chỉ zin, biển Hà Nội la răng phay. Đó, các bạn thấy được, một chiếc xe khá là ok cho mọi người. Đó, xe được trang bị hệ thống
vành R15, vành R15 và ABS túi khí đầy đủ. Đó. Con này hiện tại bên em đang bán là 375 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc xe Kia Carian sản xuất năm 2007, lăn bánh lần đầu 2008. Xe được trang bị hộp số sàn máy 2.0 và nhập khẩu nguyên con nguyên kiện của Hàn Quốc, biển Hà Nội, 29A61333. Sơn xi màu bạc và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là bao nhiêu? Là bao nhiêu ạ? 230 triệu đồng. Bên em sẽ có hỗ trợ vận chuyển cho quý khách, gầm cao, mái thoáng, 7 chỗ ngồi, 230 triệu đồng. Tiếp theo đây là một chiếc Innova 2007, xe được trang bị hộp số sàn máy 2.0 bản G-Sit, xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, biển Hà Nội. Giá tiền hiện tại bên em đang bán 248 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc xe Innova 2015, phiên bản 2015, phiên bản số sàn, trang bị động cơ 2.0 bản G. Đấy, biển Hà Nội. Bản G thì nó cũng như bản E thôi, không có gì khác cả, form như nhau, la răng như nhau. Trang bị ABS túi khí đầy đủ, điều hòa 3 dàn, gương kính chỉ điện, xi nhan tích hợp trên gương đầy đủ hết các bạn nhé. 30G97356, giá tiền là 378 triệu đồng. Bên đây là một chiếc K214 và giá tiền là 358 triệu đồng. Đó, các bạn có thể thấy rất là nhiều những dòng xe Innova cho mọi người. Tiếp theo là một chiếc xe Mitsubishi Zinger. Với chiếc Zinger này thì sản xuất năm 2009, xe được trang bị hộp số sàn bản đủ máy 2.4, form dáng rất là đẹp, gầm cao, máy thoáng, tư nhân chính chủ, biển Nghệ An. Con này thì cam kết cho các bạn là xe không lỗi và cam kết cho các bạn là xe không dịch vụ, và đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2022. Giá tiền là 245 triệu đồng các bạn nhé. Sơn xi màu vàng cát rất là đẹp. Bên trên đây là một chiếc xe Toyota Innova 2007, xe được trang bị hộp số sàn 2006, trang bị hộp số sàn máy 2.0 bản G-Sit, biển 37A2249. Giá tiền hiện tại bên em đang bán 240 triệu đồng. Innova 2015 bản E-Sit bây giờ bên em đang bán 418 triệu đồng bản E-Sit đời 2015. Innova 2009 bản G-Sit, xe gia đình tư nhân chính chủ, biển Cao Bằng, giá tiền là 268 triệu đồng. Innova 2015 phiên bản số sàn giờ bán 375 triệu đồng. Đấy, máy 2.0, form mới, tư nhân, biển Hải Phòng, đăng kiểm dài. Đấy, form rất nhiều đồ chơi. Kia Carian 2012 số tự động. Đấy, máy 2.0, số tự động bản full cửa lock, máy xăng, và giá tiền hiện tại bên em đang bán là bao nhiêu? 308 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Mitsubishi Jolly, sản xuất năm 2003, đăng ký lần đầu 2003, máy 2.0 bản full cửa lock, bản full, đấy, la răng và là lốp treo, giá tiền 90 triệu đồng các bạn nhé. Alo. Có đem bán rồi anh ơi. Bán qua rồi, vâng. Tiếp theo đây là một chiếc xe Hyundai Grand i10, sản xuất năm 2016 và lăn bánh lần đầu 2017. Xe được trang bị hộp số tự động, máy 1.0, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, xe đẹp, không lỗi, cam kết cho các bạn là không lỗi, không có taxi, không có dịch vụ và full đồ chơi, không thiếu một cái gì, đăng kiểm rất là dài, và giá tiền hiện tại bên đây đang bán là 330 triệu đồng. Hyundai Grand i10 2016 nhé các bạn nhé, lăn bánh lần đầu 2017. Tiếp theo đây là một chiếc Innova 2012, xe được trang bị hộp số sàn máy 2.0, biển Hà Nội, màu vàng cát, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2022. Một chiếc xe khá là đẹp cho mọi người. Đó, một chiếc xe khá là đẹp cho mọi người. Innova 2012 biển 10 30F79695, sơn xi màu vàng cát. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 280 triệu đồng. 280 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay về chiếc xe Hyundai, một chiếc xe Toyota Innova 2012 này các bạn nhé. Đó. Tiếp theo là một chiếc Ford Transit 2008, số 2009, số sàn, tải van 3 chỗ ngồi, tải trọng là 1130 kg, biển Hà Nội. Đấy, một chiếc xe thùng rất là đẹp, 3 chỗ ngồi, máy dầu 2.5, đó, 150 triệu đồng. Và tiếp theo đây là một chiếc Kia Coupe sản xuất năm 2009 và lăn bánh lần đầu 2010, bản 2 cửa Kia Coupe thể thao rất là đẹp. Trước đây em bán 336 triệu đồng, bây giờ em bán còn có 316 triệu đồng thôi, biển 22A11576. Vâng, một chiếc Kia Coupe rất là đẹp, hai cửa thể thao, dành cho những anh em thanh niên hay anh em là thích độ xe, thích chơi xe, thì đây là một chiếc xe khá là đẹp. Máy gầm đại chất nhé các bạn nhé, form dáng đẹp và độ thêm cũng khá nhiều đồ chơi. Xe trang bị cả cửa lock, cửa liếc đầy đủ hết các bạn này. Đó.
Tiếp theo đây là một chiếc Hyundai Grand i10 2016, xe trang bị hộp số sàn máy 1.2 bản thiếu, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Đó, nó qua dịch vụ rồi, biển 14A26151, giá tiền còn 252 triệu. Đó. Hyundai Grand i10 sedan hai đầu 1.2 bản thiếu. Hyundai Santa Fe Gold sản xuất năm 2003 và lăn bánh lần đầu 2008, 7 chỗ ngồi, máy dầu 2.0, số tự động, biển Hà Nội 30A69486. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 235 triệu đồng các bạn nhé, 235 triệu đồng. Máy dầu số tự động 7 chỗ ngồi, một chiếc xe còn quá là đẹp. Đó, trần thì nguyên bản, tất cả mọi thứ đều rất là ok. Đó, táp lô táp ly rất sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Toyota Vios 2014 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5 bản e xịn biển Hải Phòng 15A71283. Con này thì 2014 tên tư nhân biển Hải Phòng. Một chiếc xe thì nó cũng đã qua tí dịch vụ rồi, nhưng mà chất lượng của chiếc xe thì còn khá là đẹp. Với giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 315 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc BYD. Một chiếc BYD nhập khẩu nguyên chiếc của Trung Quốc, sản xuất năm 2011 và lăn bánh lần đầu 2012. Chiếc xe là số sàn 1.0, biển 69A07633. Con này thì hiện tại là 0300376. Đó, form rất đẹp, chạy hơn Spark rất là nhiều, một chủ từ đầu, xe nhập khẩu. Giá tiền là 78 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Daewoo Gencha 2010 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5, biển 30G20592, sơn si màu bạc, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2022. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 155 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Mazda 2S sản xuất năm 2014 phiên bản số tự động, máy 1.5, một chủ từ đầu sử dụng, không taxi, không dịch vụ, biển 14A12611, sơn si màu đỏ. Con này hiện tại bên em đang bán là 328 triệu đồng các bạn nhé. Mazda 2S 1.5, một chủ từ đầu, đời 2014. Tiếp theo là một chiếc Mazda 3S máy 2.0 bản full clutch, biển 29A80727, sơn si màu trắng. Con này thì đã bản full clutch rồi, máy 2.0, giá tiền hiện tại bên em đang bán chỉ còn có 312 triệu đồng thôi. Tiếp theo là một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2009, xe được trang bị hộp số sàn, máy của nó là 1.5, biển Hải Phòng, tên tư nhân. Con này hiện tại bên em đang chào bán giá tiền chỉ có 179 triệu đồng thôi. 179 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay về chiếc xe Toyota Vios 2009 số sàn 1.5 này, biển 15A51524, sơn si màu trắng rất là đẹp, tên tư nhân, biển Hải Phòng. Bên trên đây là một chiếc xe Chevrolet Aveo sản xuất năm 2000 bao nhiêu. Chevrolet Aveo 2017, xe được trang bị hộp số sàn, máy 1.4, biển Sài Gòn 51G44716, sơn si màu trắng. Anh em nào mua chiếc xe đời cao giá rẻ thì đây là một chiếc, những chiếc xe khá là đẹp cho mọi người. Hiện tại chiếc xe này bên em đang bán chỉ còn có 258 triệu đồng thôi. 2017, máy mới các bạn nhé. Máy mới 1.4, rất là đẹp, hai túi khí. Tiếp theo là một chiếc xe Daewoo Gencha 2009 bản Gencha X, số tự động, máy 1.2, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. À, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 30A95476. Đó, con này hiện tại bên em đang bán 225 triệu đồng thôi. Gencha X số tự động, máy của nó là 1.2, xe nhập khẩu các bạn nhé. Đó. Và chiếc Vios G này thì bên em đã bán rồi này. Và trong đây thì chúng ta còn nhiều những dòng xe nữa đây. Ngay đầu đây là một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2017, xe được trang bị hộp số tự động, máy 1.2, biển Hải Phòng 15A70489, sơn si màu bạc. Và con này thì hiện tại bên em đang chào bán giá tiền là 352 triệu đồng. Đã bao gồm phí rút hồ sơ và có hỗ trợ trả góp, bên em đang bán 362 triệu đồng. Bây giờ là còn có 352 triệu đồng thôi, anh em chốt nhanh cho Tuấn Anh thì có thể là có một cái giá hợp lý hơn. Sedan hai đầu, form mới 2017, số tự động, máy 1.2, đẹp. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Accent. Với chiếc Hyundai Accent này thì sản xuất năm 2011 và xe thì được sản xuất năm 2011 và hộp số tự động, máy 1.4, biển 15A02915, sơn si màu trắng, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số tự động. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 338 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Corolla Altis 2008, xe được trang bị hộp số sàn, máy 1.8, biển 92A11457, sơn si màu đen. Cái này hiện tại bên em đang kiểm còn đến tháng 1 năm 2022. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 260 triệu đồng ạ. Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2016,
Xe được trang bị hộp số sàn, máy của nó là 1.2 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, biển Thái Bình. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 298 triệu đồng. Có bao rút hồ sơ, có hỗ trợ vận chuyển cho mọi miền tổ quốc. Đây anh em không rút hồ sơ, không vận chuyển trừ đi cho các bạn 10 triệu đồng. Toyota Vios sản xuất năm 2019, xe được trang bị hộp số sàn, máy 1.5 bản e xịn, bản 7 túi khí, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, biển Hải Phòng, có hỗ trợ trả góp ngân hàng, đời 2019, bản e số sàn, giá tiền là 405 triệu đồng. Avel 2016 phiên bản số sàn 1.5, máy 1.5, tư nhân chính chủ, không tác gì dịch vụ, 240 triệu đồng. Hyundai Accent 2013 số sàn 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.4 số sàn, biển 17, giá tiền hiện tại bên em đang bán là bao nhiêu? 308 triệu đồng. Hyundai Accent 2012 số sàn 2012 số sàn 2012 số tự động 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 15A 23934 sơ si màu xanh, giá tiền 348 triệu đồng. Toyota Vios 2009 số sàn bản E, biển 15A 53054 sơ si màu đen, bản E xịn gia đình. Con này hiện tại bên em đang bán 215 triệu đồng. Toyota Vios, một chiếc xe lồi đồng cối đá luôn. Daewoo Gencha 2010 số sàn, một chiếc xe gia đình không khoa đục, không taxi dịch vụ, chính chủ, biển Hải Phòng, 15A74317 sơ si màu đen, giá tiền 150 triệu đồng. Đó, các bạn có thể thấy được chiếc Gencha sedan hai đầu rất là đẹp. Tất cả những cái dòng xe đây thì bên em có hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển nhé các bạn nhé. Gencha này là 208 140 triệu đồng. Đó. Và lần trước này thì còn rất nhiều các dòng xe nữa. Quý vị, các bạn nào quan tâm thì hãy liên hệ ngay cho Tuấn Anh của Hải Phòng. Đừng quên bấm vào nút like và đăng ký kênh trực tiếp cho em để cập nhật. Ngay đầu đây là một chiếc xe Hyundai Getz màu đỏ đời 2010 số sàn. Con này thì máy 1.1 màu đỏ, biển Hà Nội, bốn bánh là trang bị la răng đúc, đầy đủ hết theo xe, giá tiền 158 triệu đồng các bạn nhé, 158 triệu đồng. Toyota Vios, đó, Toyota Vios. Đây chúng ta quay cái dàn này. Hyundai Getz 2009 số sàn, máy của nó là 1.1, một chủ đầu, biển Hà Nội, không taxi, không dịch vụ, giá tiền còn 169 triệu đồng thôi. Đó. Gencha 2009 số tự động, máy 1.2 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, bản cửa lóc ghế, đầy đủ số tự động, 225 triệu đồng. Gencha X đây. Đấy, các bạn thấy đây. Toyota Wigo 2018 số sàn của nó là 1.2, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Indonesia, một chủ tự động sử dụng, không taxi, không dịch vụ, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022, số sàn 1.2, giá tiền là 275 triệu đồng, có bao rút hồ sơ và hỗ trợ trả góp cho mọi người. Đó. Kia Morning 2014 số sàn 1.25, biển Hải Phòng, tên tư nhân, biển 15A16507, bốn bánh la răng đúc, đăng kiểm dài màu vàng cát, màu vàng rất đẹp, 175 triệu đồng. Hyundai Getz 2010 số sàn, máy 1.1, biển 22A00064, giá tiền 165 triệu đồng, đời 2010 số sàn các bạn nhé. Đó. Tiếp theo thì lên trên cái dàn bên trên này thì chúng ta có thể đến đây ạ, rất nhiều, mọi người có thể đến xem xe trực tiếp bên em, rất là nhiều xe. Ngoài đầu đây 14A04572 là một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2005 phiên bản số sàn, máy 1.5, con này thì đã lên đồ chơi rồi, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2021, giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 128 triệu đồng. Toyota Hyundai Accent 2011 số tự động 1.4, chính chủ, biển Hà Nội, không taxi dịch vụ, 335 triệu đồng. Hyundai Grandi 10 2016 số sàn 1.2 sedan hai đầu, biển 14A của tỉnh Quảng Ninh, 252 triệu đồng. Hyundai Grandi 10 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Kia Morning 2015 số sàn 1.25, tên tư nhân, biển Hải Phòng, đăng kiểm rất dài, tháng 12 năm 2022, màn hình Android la răng đúc, đầy đủ, tư nhân, biển rất đẹp, 185 triệu đồng. Kia Morning 2010 số tự động, máy 1.0, nhập khẩu, sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2011, bản SNX nhé các bạn nhé, bản full luôn, máy eco số zig zag, hai túi khí, la răng bông mai, form sport, 215 triệu đồng. Kia Morning 2016 một chủ tự động, máy 1.25, biển của tỉnh Hải Phòng, một chủ tự động, 228 triệu đồng số sàn.
Tiếp theo là một chiếc Hyundai Grand i10 2014 số sàn, máy 1.0, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, bản đủ xe gia đình, tên tư nhân, đăng kiểm dài đến tháng 4 năm 2022, giá tiền 215 triệu đồng. Mini Cooper 2005 đăng ký lần đầu 2007, số sàn máy 1.5, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức, 295 triệu đồng. Audi A6 2006 và lăn bánh lần đầu 2009, nhập khẩu nguyên Đức, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức, động cơ bị động cơ V6 2.4 biển Quảng Ninh, một chủ tự động, giá tiền 328 triệu đồng. Vâng, vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng giới thiệu qua cho tất cả quý vị, chị và các bạn, anh chị em và khách hàng gần xa về loạt xe ô tô cũ hiện nay đang có chương trình giải ế, chống ghế, chống trơn, chống trượt. Đấy, quý vị chị các bạn nào quan tâm về những cái dòng xe bên em thì hãy alo ngay cho em. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và gặp lại quý vị chị các bạn ở những video tiếp theo.